Hiện nay thì việc làm đẹp bằng thuốc bắc đang ngày càng được phổ biến rộng rãi và được nhiều người tin dùng, đặc biệt là trị mụn, thâm, nám, dưỡng da trắng hồng chỉ sau từ 2 đến 4 tháng. Với những công dụng hữu hiệu như vậy thì những từ khóa liên quan đến tái tạo da mặt bằng thuốc bắc có hại hay không đang được rất là nhiều người tìm kiếm. Để trả lời cho câu hỏi này thì trước hết các bạn cần biết rõ sản phẩm mà các bạn đang sử dụng. Thuốc bắc tái tạo da là một bài thuốc từ dân gian có từ rất là lâu đời. Nhìn sơ qua thì chúng ta cũng có thể thấy được nét đặc trưng như là một lớp thuốc ở phía trên và một lớp bột tách biệt ở phía dưới, khá khác biệt so với những loại thuốc rượu. Đây là một bài thuốc dân gian gia truyền và có lẽ thành phần cấu tạo thì cũng không được đề cập rõ, nhưng thành phần chủ yếu cũng là rượu gạo, độ nhẹ, nhân sâm, bột nghệ và các loại thảo dược. Việc đánh giá sản phẩm có hại hay không thì còn dựa trên rất là nhiều yếu tố. Những sản phẩm thuốc bắc trị mụn thì thường được trị liệu theo quy trình bổ rồi tả. Tức là khi sử dụng sản phẩm thì da sẽ có quá trình hấp thụ sản phẩm, sau đó thì đẩy nhân mụn lên nhiều. Do đó nhiều người không quen với cơ chế này thì sẽ nghĩ rằng sản phẩm do dùng sản phẩm mà mụn trở nên nhiều hơn, do đó mà họ lo lắng rằng thuốc bắc tái tạo da là có hại. Tuy nhiên thì việc đẩy nhân mụn lên thì sẽ làm cho da sạch mụn từ bên trong. Đặc điểm của thuốc bắc là tác dụng rất là chậm và có tác động đến tận gốc của vấn đề. Vì vậy rất là ít người có đủ kiên nhẫn và kiên trì để sử dụng thuốc bắc. Vì thế nhiều người bỏ cuộc và đưa ra nhận định rằng thuốc bắc là không hiệu quả. Đây là những nhận định mang tính chủ quan. Để giải quyết những vấn đề này thì không ai khác, chính là bản thân các bạn phải là người chủ động. Lựa chọn cho mình một cơ sở, một người bán thuốc có tâm để có được những sản phẩm tốt và chất lượng. Luôn được nhân viên theo sát, tư vấn và động viên trong quá trình sử dụng thuốc. Tuy vậy thì bạn cũng phải kiên trì và tuân thủ theo sử dụng một cách đều đặn, đúng liều lượng, thời gian và để sử dụng thuốc đạt hiệu quả tốt nhất. Để liên hệ mua thuốc bắc tái tạo da Đức Thịnh thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn và giao hàng ạ.